Granny Ellen author's note, this is my first story in a while, but I hope it's still good and that you guys enjoy it. D. Ellen Milson swayed back and forth in her rocking chair. Her hair, still bright red despite her age, was braided and resting on her shoulder. In front of Ellen, on a soft rug, sat two young children, a boy, and a girl. The boy had red hair like Ellen's, just not so bright, and an animated look in his eyes. The girl had shockingly elegant raven hair, her dark blue eyes looked tired. Dedan, Ellen spoke softly to the boy, your sister seems to be tired. Let's get you two in bed. I am tired, Dedan. Please? Kenyeletsa, the girl, begged. She looked at her brother with half-closed eyes. The way her shoulders sagged made Dedan feel bad, but he needed to hear a story of Granny Ellen's. I'm sorry, Kenye. I'm going to listen to one of Granny's stories. You can go to bed if you want, Dedan said. He looked up expectantly at Ellen. She smiled warmly at the kids and nodded. Kenyeletsa, I promised your brother that I would tell him a story tonight. It is up to you if you would like to stay and listen or go to bed. All eyes were on Kenyeletsa now. Didan's were wide, Ellen's were crinkled up in a half-smile. Kenye shook her head somewhat, but readjusted herself to be more comfortable and looked up expectantly at Ellen. Well, what story do you two want to hear tonight? Ellen asked. One about dragons. Or racecars. Oh, tell us about mommy and daddy when they were little like me. Dedan rambled. I want to hear about you marching with Martin Luther King Jr., Granny, Kenyeletsa said, just above a whisper. Ellen considered the last suggestion, then made up her mind. It was 1963, in a hot August. A rumor was going around that Martin was starting a march to fight for civil rights for African Americans, just like you and me. I didn't believe it. I knew that Martin was strong, and fighting hard for our rights, but to march all those miles? It was unthinkable. I only believed it when my sister, your Aunt Georgia, came rushing over to my house, waving a newspaper. I can remember her slamming it down on my kitchen table. I was so mad at her for just barging in like that until I looked at the front page. Ellen paused, taking a deep breath. What happened next, Granny? Kenyeletsa exclaimed. She looked at her grandmother with wide, curious eyes. There was a big picture on that front page. And Martin was right in the center of it, with who knows how many people behind him. Georgia insisted that we join them. I wasn't so sure that we should have gone right and done it without knowing Ellen was cut off by her grandson. Granny, you should have gone right away. Martin helped you be free. Dedan cried. Ellen's face turned stern, but Kenyeletsa could see the hint of a smile on her face. Hush, child, or you can go to bed without hearing the rest of the story. Dedan pretended to zip his lips shut before scooching closer as if it were going to help him hear better. Ellen nodded before continuing. I read and re-read the article that went with Martin's picture, and that's when I finally agreed with Georgia. We headed right out of the door, on our way to Selma, and Martin. When me and that crazy sister of mine caught up with the group, there was thousands upon thousands of people with I.M. More people in one place than I'd ever seen. Ever have seen. So, for Granny held up three fingers. 3 days, Georgia and I marched with MLK. Sometimes it got tiring, and Georgia complained like an injured dog. But we marched until we got to Montgomery, Granny concluded. Kenyeletsa continued to just sit there on the floor, but Dedan jumped up from his spot and started jumping around like a kangaroo. My granny marched with Martin. My granny marched with Martin. Dedan sang. He continued hopping and dancing with his fingers pointed up in the air, his arms moving up and down. Dedan only stopped when a pair of small, delicate hands grabbed his shoulders from behind. Stopping his jumping, Dedan turned around and was looking at his big by 1 year sister. Stop jumping, Dedan. Granny said, while you were yelling, that she's going to tuck us in for bed. So, let's go. Kenye grabbed her little by 1 year brother by the forearm and began dragging him to his bedroom. Ellen sighed and pushed herself out of the rocking chair, then followed. The moment that Ellen stepped into Dedan's bedroom, Kenyeletsa walked out, across the hall to her own. Ellen smiled as Kenye passed by. Granny walked into her grandson's bedroom, where he was already under the covers and half asleep. She sat down on a chair that stood next to his bed, taking a deep breath. You want a song, right? Ellen checked. Right, Granny. Dedan lifted a corner of his mouth in a grin. Okay, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please. Granny Ellen ghi chú của tác giả, đây là câu chuyện đầu tiên của tôi sau một thời gian, nhưng tôi hy vọng nó vẫn hay và các bạn sẽ thích nó. D. Ellen Milson đung đưa qua lại trên chiếc ghế bập bênh.
Mái tóc phấn đỏ rực bất chấp tuổi tác được kết lại và để trên vai. Trước mặt Ellen, trên một tấm thảm mềm, có hai đứa trẻ, một trai và một gái. Cậu bé có mái tóc đỏ giống như Ellen, chỉ là không quá chói và ánh mắt hoạt hình. Cô gái có mái tóc quạ thanh lịch đáng kinh ngạc, đôi mắt xanh đen của cô ấy trông có vẻ mệt mỏi. Biden, Ellen nhẹ nhàng nói với cậu bé, em gái cậu có vẻ mệt. Hãy để hai người lên giường, tôi mệt, Biden. Xin vui lòng, Kenilessa, cô gái, cầu xin. Cô ấy nhìn anh trai mình với đôi mắt khép hờ. Cách vai cô trùng xuống khiến Biden cảm thấy tồi tệ. Nhưng anh cần nghe một câu chuyện về Granny Ellen. Tôi xin lỗi, Kenny. Tôi sẽ nghe một trong những câu chuyện của Granny. Bạn có thể đi ngủ nếu bạn muốn, Biden nói. Anh ngước nhìn Ellen đầy mong đợi. Cô ấy mỉm cười niềm nở với lũ trẻ và gật đầu. Kenilessa, tôi đã hứa với anh trai cô rằng tôi sẽ kể cho anh ấy nghe một câu chuyện tối nay. Em muốn ở lại nghe hay đi ngủ là tùy em. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Kenilessa lúc này. Biden rất rộng, Ellen nhăn mặt lại trong một nụ cười nửa miệng. Kenny lắc đầu một chút nhưng điều chỉnh lại bản thân để thoải mái hơn và ngước nhìn Ellen đầy mong đợi. Chà, hai người muốn nghe câu chuyện gì tối nay? Ellen hỏi, một về rồng, hoặc xe đua, ồ, hãy kể cho chúng tôi nghe về bố và mẹ khi họ còn nhỏ giống như tôi. Biden nói lan man, tôi muốn nghe về việc bạn diễu hành cùng Martin Luther King, J.A. Granny Kenilessa nói, ngay trên một tiếng thì thầm. Ellen cân nhắc gợi ý cuối cùng, sau đó hạ quyết tâm. Đó là năm 1963, và một tháng 8 nóng nực. Có tin đồn xung quanh rằng Martin đang bắt đầu một cuộc tuần hành để đấu tranh cho dân quyền cho người Mỹ gốc Phi, giống như bạn và tôi. Tôi không tin điều đó. Tôi biết rằng Martin rất mạnh mẽ, và chiến đấu hết mình cho quyền lợi của chúng tôi, nhưng để hành quân xa như vậy. Nó không thể tưởng tượng được. Tôi chỉ tin điều đó khi em gái tôi, dì Georgia của bạn, đến nhà tôi, vẫy một tờ báo. Tôi có thể nhớ cô ấy đã đập nó xuống bàn bếp của tôi. Tôi đã rất giận cô ấy vì cứ lao vào như vậy cho đến khi tôi nhìn vào trang đầu. Ellen dừng lại, hít một hơi thật sâu. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, Granny? Kenilessa thốt lên, cô bé nhìn bà mình với đôi mắt tròn xoe tò mò. Có một bức tranh lớn trên trang nhất đó, và Martin đã ở ngay trung tâm của nó, với biết bao nhiêu người đằng sau anh ta. Georgia khăng khăng rằng chúng tôi tham gia cùng họ, tôi không chắc rằng chúng ta nên đi đúng và làm điều đó mà không biết Ellen bị cắt bởi cháu trai của mình. Bà ơi, bạn nên đi ngay lập tức, Martin đã giúp bạn được tự do. Biden đã khóc, khuôn mặt của Ellen trở nên nghiêm nghị nhưng Kenilessa có thể nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt cô ấy. Im đi con, hoặc bạn có thể đi ngủ mà không cần nghe phần còn lại của câu chuyện. Biden giả vờ mím chặt môi trước khi nhích lại gần như thể nó sẽ giúp anh ấy nghe rõ hơn. Ellen gật đầu trước khi tiếp tục, tôi đã đọc đi đọc lại bài báo có hình ảnh của Martin và đó là lúc cuối cùng tôi đồng ý với Georgia. Chúng tôi đi ngay ra khỏi cửa trên đường đến Senma, và Martin. Khi tôi và đứa em gái điên khùng đó của tôi bắt kịp với nhóm, đã có hàng nghìn người im. Nhiều người ở một nơi hơn tôi từng thấy, đã từng thấy, vì vậy, vì Granny giơ ba ngón tay lên, ba ngày, Georgia và tôi hành quân với MLK. Đôi khi nó trở nên mệt mỏi, và Georgia phàn nàn như một con chó bị thương, nhưng chúng tôi đã hành quân cho đến khi đến Montgomery, Granny kết luận. Kenilessa tiếp tục chỉ ngồi đó trên sàn, nhưng Biden đã bật dậy khỏi vị trí của mình và bắt đầu nhảy xung quanh như một con chuột túi. Bà của tôi đã diễu hành với Martin. Bà của tôi đã diễu hành với Martin. Biden hát, anh tiếp tục nhảy và nhảy với các ngón tay hướng lên không trung. Cánh tay di chuyển lên xuống. Biden chỉ dừng lại khi một đôi bàn tay nhỏ nhắn, mỏng manh nắm lấy vai anh từ phía sau. Dừng lại bước nhảy của mình, Biden quay lại và nhìn cô em gái lớn hơn một tuổi của mình. Đừng nhảy nữa, Biden, Granny nói, trong khi bạn đang la hét rằng bà sẽ đưa chúng tôi vào giường. Vì vậy, chúng ta hãy đi, Kenny nắm lấy cẳng tay cậu em trai mới một tuổi của mình và bắt đầu kéo cậu vào phòng ngủ của mình. Ellen thở dài và đẩy mình ra khỏi chiếc ghế bập bênh, sau đó đi theo. Khoảnh khắc Ellen bước vào phòng ngủ của Biden, Kenilessa bước ra ngoài, băng qua hành lang để dành riêng cho mình. Ellen mỉm cười khi Kenny đi qua. Granny bước vào phòng ngủ của cháu trai mình, nơi cậu bé đã nằm dưới chăn và ngủ gật. Cô ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường anh, hít một hơi dài. Bạn muốn một bài hát, phải không? Ellen đã kiểm tra, đúng vậy, bà. Biden nhếch khóe miệng cười tâu toét. Được rồi, em là ánh nắng của anh, ánh nắng duy nhất của anh. Bạn làm tôi hạnh phúc khi bầu trời xám xịt, bạn sẽ không bao giờ biết, bạn thân mến, tôi yêu bạn nhiều như thế nào.